dành cho công nghiệp và dành cho desktop. Dành cho công nghiệp là loại cho nhà máy sản xuất loại lớn nên dùng máy in như thế này, máy in model là ZT410. Còn máy này là máy dòng desktop RT800 để dành ứng dụng trong cái shop nhỏ lẻ với số lượng in ít, cấu hình nhỏ gọn phù hợp cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa mà không cần phải in số lượng nhiều. Để trên bàn, trên phòng, văn phòng. Với cái máy mô đồ này là công nghiệp sử dụng trong hệ thống sản xuất nhà máy, với hệ thống siêu thị lớn có thể ứng dụng viên với mô đồ chiếc T410 này với tốc độ rất nhanh, rất tuyệt vời, kiểu dáng rất là mạnh mẽ và sắc đẹp, đó là nét đặc trưng của Zebra.